Thôi. Hello, xin chào các bạn đang xem channel Tammy và cuộc sống ở Mỹ. Hôm nay con trai mình xin chia sẻ với các bạn hướng dẫn lắp ráp Lego thành hình con rồng như vậy nè. Nó cái miệng mở ra mở vô được nè. Đây là những miếng Lego mà mình sẽ dùng để lắp ráp thành con rồng. Con trai mình đã lựa sẵn ra hết rồi. Để sẵn ra ngoài này nè, để cho dễ. Miếng này
Đây, con rồng xong rồi nè. Cái này là cái miệng hả ra hả vô nè. Có răng trên nè, răng dưới nè. Có lỗ mũi nè, có hai cái này giống hai cái râu á. Rồi trên này là có sừng nữa nè. Thì đây là cuốn hướng dẫn chi tiết từng bước một để lắp ráp thành hình con rồng như vậy. Thì bước đầu tiên hết ha, là mình cần có cái miếng Lego này. Mình cần có một miếng này. 2, 4, 6, 8, 10, 12 là 2x12. Bề ngang là 2, bề dài là 12. Mình cần có một miếng đó. Trước tiên hết là bước đầu tiên đó. Xong bước thứ nhì là mình cần có một miếng này với một miếng này. Đó, mình sẽ gắn vô như vậy nè. Rồi bước thứ ba là mình cần có hai cái miếng này. Rồi mình gắn vô như vậy. Đó nè, bước thứ hai nè. Sang bước thứ ba nè, là mình gắn chỗ này với chỗ này nè. Đó từ bước thứ hai đây ha, qua bước thứ ba bên này.
là mình gắn thêm hai cái chỗ này. Xong rồi bước thứ tư á, thì mình cần có một miếng này. Rồi mình gắn miếng này vào chỗ này. Đó là xong một cái miếng thanh này rồi nè. Rồi bước thứ năm là mình cần có 3 miếng này, 6 miếng này. Trước tiên hết á, là mình để cái miếng này ở dưới này ha. Xong cái mình cho miếng này lên trên này. Cái mình cho một miếng đó nữa ngược qua bên này. Thì mình sẽ làm ra được 3 cái giống như vậy. Xong rồi cái mình lật ngược cái miếng Lego của mình hồi nãy á. Hồi nãy là mình có một vầy rồi nè. Bây giờ mình lật ngược lại. Rồi cái mình gắn những miếng này vô đây. Mình úp những miếng này vô đây nè. Thì đó là bước thứ 5. Xong rồi bước thứ 6 thì mình cần có một miếng này, hai miếng này với một miếng này. Giờ thì mình xoay ngược cái Lego của mình lại. Hồi nãy là cái phần này nằm ở trên nè, bây giờ mình xoay cái phần này nằm ở dưới nè. Một miếng này là mình gắn vô đây, hai miếng này là mình gắn ở đây về đây, rồi một miếng này là mình gắn vô đây. Rồi bước thứ 7 nè, cần có một miếng này với hai miếng này. Một miếng đó là mình gắn vô đây. Rồi hai cái miếng này thì mình gắn trên cái miếng màu cam hồi nãy nè. Hồi nãy hai cái miếng màu cam này ha. Giờ mình gắn hai cái miếng màu vàng lên hai cái miếng màu cam này nè. Đó là bước thứ 7 ha. Bước thứ 8, cần một miếng này, một miếng này, một miếng này. Để cái miếng màu nâu như vậy nè, xong rồi gắn cái miếng màu cam lên, xong rồi gắn cái miếng màu vàng lên. Xong rồi mới lấy cái miếng này đã hoàn chỉnh rồi á, gắn lên trên đây. Đó là bước thứ 8. Rồi bước thứ 9 á, là mình cần miếng này, miếng này. Là mình gắn cái miếng màu cam ở đây nè. Rồi mình gắn cái miếng màu đỏ ở đây nè. Bước thứ 10 là mình cần có hai cái miếng này. Nãy là mình mới gắn màu cam với màu đỏ ở đây ha. Xong cái bước thứ 10 cái mình gắn hai cái miếng này nằm ở trên đây liền. Đó. Mình gắn hai miếng đó lên đây. Là bước thứ 10. Rồi bây giờ bước thứ 11 á, là mình cần có hai miếng này, hai cái miếng này. Thì trước tiên hết á, thì cái miếng này nè là đây nè, xong cái mình gắn cái miếng màu nâu này lên trên này thì nó sẽ nhìn giống như vậy nè, là mình sẽ có hai cái giống vậy. Rồi hai cái giống vậy á, mình gắn bên này một cái, bên này một cái, có hai cái hai bên là hai cái chỗ này nè, giống như là hai cái mang của con rồng vậy đó. Hai bên này, hai bên này. Xong rồi bây giờ bước thứ 12 là mình sẽ làm cái đầu của nó. Thì mình cần có một miếng màu nâu này. 2 4 6 là 2 by 6, bề ngang 2, bề dài 6 với một miếng này. Thì mình lấy cái miếng này mình gắn lên trên này. Cái mặt này nè là xoay ra đằng trước nha các bạn, xoay ra hướng ngoài này nè nha. Rồi bước thứ 13 là mình cần có hai cái miếng nhỏ nhỏ này nè. Thì hai cái miếng nhỏ nhỏ này mình gắn hai bên tiếp theo của vừa rồi đó. Vừa rồi bước thứ 12 là mình có miếng này rồi gì, giờ cái mình gắn hai cái màu đỏ hai bên này để cho nó lòi cái chỗ này ra đây nè. Rồi bước thứ 14 là mình có cái nắp này với một cái này. Thì cái nắp này nè, mình cho lên trên này. Rồi cái miếng này mình cho kế bên đây.
Rồi bước thứ 15 là mình cần một cái miếng vuông này. Thì cái miếng vuông này mình gắn lên ngay chỗ này nè, ngay chỗ màu nâu nè, là mình gắn miếng vuông lên. Rồi bước thứ 16 là cần có hai con mắt nè với cái miếng này. Thì mình lấy hai con mắt đó mình gắn lên cái chỗ này trước. Xong rồi mình lấy cái chỗ đó mình gắn lên đây. Rồi bây giờ mình cần có hai cái miếng này. Hai miếng này gắn trên này một miếng, bên này một miếng, bên này một miếng. Xong rồi mình cần có cái nắp này với lại hai cái râu. Đó, phần cái nắp nè, chỗ này nè, với hai cái râu. Đó thì mình gắn cái nắp này lên đây. Hồi nãy cái nắp kia là mình gắn ở đây, bây giờ cái nắp này là mình gắn trên này. Xong rồi hai cái râu nè. Xong rồi tiếp đến là mình gắn hai cái sừng vào chỗ này. Đó là hai cái sừng nè. Rồi bước thứ 20 là mình cần hai miếng này. Mình xoay ngược lại. Mình xoay ở phía dưới á. Để cho có hai cái răng nè. Đó là hai cái răng này nè. Là bước này. Rồi bước thứ 21 nè là mình đó mình gắn răng vào đó. Bước thứ 22 là mình cần một miếng này, 6 miếng này, một miếng này với một cái miếng này. Miếng này trước tiên ha. Cái mình gắn cái miếng màu đỏ này lên. Cái mình gắn cái miếng này xoay ngược ra hướng này. Rồi mấy cái màu trắng này á mình gắn lên đây, 6 cái là thành 6 cái răng á các bạn. Đó. 6 cái răng nè, xong rồi cái mình gắn vô chỗ này nè. Chỗ này nè, đó mình gắn cái bục ăn với chỗ này. Thì nó sẽ ra thành cái chỗ này nè. Đó. Là cái hàm dưới á. Đó 6 cái răng nè. Rồi tiếp theo bước 23 mình cần ba cái này, ba cái này. À là cái chân á các bạn. Nè trước tiên hết mình để cái màu xám ở dưới, xong rồi mình cho cái màu vàng lên là mình sẽ được ba cái giống vậy, là ba cái chân. Rồi mỗi cái á, mình gắn vào đây một cái, hai cái, ba cái là thành ba cái chân. Vậy là xong rồi đó. Là xong thành con rồng rồi nè. Đó, gắn vào chỗ này ba cái là ba cái chân. Vậy là xong rồi. Xong con rồng rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình ngày hôm nay nha. Nếu bạn nào chưa bấm nút đăng ký thì xin hãy bấm nút đăng ký liền bây giờ nhé. Để sau này khi mình post video mới lên thì các bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Và các bạn nhớ bấm luôn nút like nữa nha. Mến chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nữa nha. Bye.